Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình có một bộ PC mà mình nghĩ là rất là mạnh trong phân khúc giá khoảng 50 triệu. Thì mình sẽ giới thiệu đến anh em luôn. Và gần như đây là một bộ PC mình nghĩ là có thể tham chiếu cho một số anh em làm việc. Ví dụ như là làm đồ họa hoặc là edit video hoặc là chỉnh sửa ảnh hay Photoshop. Thì bộ hôm nay rất rất mạnh luôn. Và thậm chí là anh em có thể dùng để chơi game cũng được. Kiểu như là làm việc mệt mỏi quá thì có thể chai hát mấy con game, mà game là chơi được game mượt luôn ấy, chứ không phải là chơi làng nhàng đâu. Đấy, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng khám phá xem là cái bộ PC 50 triệu ngày hôm nay thì nó sẽ có cái gì. Đầu tiên là con CPU đi. CPU là một con chip thì đầu bảng rồi. Hôm nay là mình có một mã là Core i9 13900K. Đấy, đợt này là anh em build i9 rất rất nhiều luôn. Bởi vì là hiện tại thì mình thấy là i9 với mức giá khoảng trên 12 triệu thì gần như nó là vô đối. Thực sự là con i9 sách tay bây giờ nó quá là rẻ luôn anh ạ. Chỉ khoảng trên 12 triệu thôi. Và nó rẻ hơn hàng chính hãng khá là nhiều. Và gần như là với sức mạnh của con Core i9 này thì anh em kiểu nhạc gì cũng nhảy rồi. Nên là con này thì khỏi phải bàn thôi. Đấy, và hôm nay thì có con Core i9 rất là ngon lành, nguyên siêu luôn. Đấy, và kết hợp với con Core i9 ngày hôm nay, mà để tối ưu về giá thành thì mình sẽ có một con Z790 Pro RS. Mã này thì mình cũng lên video nhiều rồi và cũng show cho anh em nhiều rồi nên là mình cũng không nói lại nữa. Đây là cái bản mà có wifi này, chạy RAM DDR5 này và mức giá thì rất là hợp lý. Con này thì chỉ khoảng 6 triệu mấy thôi. Đây là cái ngoại hình của nó này. Đấy, cho anh em xem qua chút về cái ngoại hình của nó nếu như mà anh em lỡ quên. Con này thì quá là ngon rồi và chạy với con Core i9 13900K này vấn ổn, không vấn đề gì cả. Và hôm nay thì mình có bổ sung thêm cái chống cong. Đấy, cái chống cong này để anh em dùng về lâu về dài thì cái CPU nó không bị cong. Cái này thì nó sẽ dàn đều lực ra bốn góc của CPU chứ nó không bị là chỉ ép ở hai cái cạnh hông. Như vậy thì nó sẽ bị cong, kiểu như là bị võng cái mặt chip xuống ấy. Dùng về lâu về dài thì cái bề mặt tiếp xúc giữa CPU và tản nhiệt thì nó không còn ngon nữa. Đây là cái RAM thì hôm nay là mình có kit RAM khá là quen thuộc. Nó là con Kingston Fury Beat DR5 thôi. Đây là cặp RAM tản đen. Tuy nhiên thì cái bớt hôm nay khá là cao. Hôm nay là mình chọn cho khách cái bớt là tận 6.000 luôn anh em ạ. Mình có là 32GB này, hai thanh 16 này. Nhưng mà bớt rất là cao, bớt tận 6.000 cơ. Nói chung là bây giờ RAM 5 rất là rẻ rồi. Gần như là anh em có thể build RAM 5 ngay bây giờ được rồi. Hiện tại thì có khó thì chỉ khó ở cái bước là anh em tìm mấy con main mà chạy RAM 5 nó hợp lý thôi. Thì chắc là thời gian tới là mình sẽ tìm thêm một số mã main mà chạy RAM 5 ngon lành để build thêm cho anh em. Về phần các đồ họa đấy. Anh em thấy là 4070 đang mưa làm gió trên thị trường luôn. Thực sự là bây giờ nếu như mà các đồ họa new mà trong phân khúc giá khoảng từ 16 cho đến trên 18 triệu thì mình nghĩ là 4070 đang là sự lựa chọn hàng đầu và sự lựa chọn số 1 luôn. Bởi vì là ăn ít điện này, có 12GB RAM này và khỏe thì tương đương với cả 3080 Ti, rất rất khỏe luôn. Mà lại là hàng mới, không sợ trâu bò gì cả. Nên là anh em rất là chuộng con này luôn. Và cái mã Asus Duo này thì rất là mát này. Cái này thì mình đã test cho anh em xem rồi ấy, ở cái video trước. Mình có test Firmax cái mã này chạy chỉ có tầm 62 độ. Chỉ 62 độ thôi anh em nhé. Cực kỳ mát luôn mà hiệu năng lại cao. Đấy thì anh em có thể là tham khảo con này. Con này thì mình luôn sẵn hàng để build cho anh em nhá. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn cấu hình với cả 4070 cho anh em. Con này thì quá là hot rồi. Anh em dùng để làm việc hay là chơi game đều rất là ngon. Edit video này, render video này, đá mấy con game trên Steam ngon lành luôn. Và về phần ổ cứng thì mình sẽ có là combo SSD và cả HDD. Đấy, SSD thì là con Kingston KC3000 quen thuộc rồi này. Con này là 1T này. Và thêm một cái HDD 1T nữa. Cái này thì là khách chọn thêm. Anh em hoàn toàn có thể là lựa chọn thêm cái option HDD nhiều hơn. Ví dụ như là 2T, 4T. Cái này thì tùy theo cái nhu cầu lưu trữ của anh em. Anh em nào mà lưu nhiều thì dùng nhiều. Anh em nào mà lưu ít thì dùng ít. Còn về phần vỏ nguồn tản đi. Vỏ thì hôm nay là mình dùng cái mã là Mixtome 360. Thì cái mã này là mình cũng lên mấy video rồi ấy. Đây là một cái mã vỏ to này, đen xì xì. Đấy, và trên nóc thì lắp được RAT 360. Sở dĩ mình dùng con này là mình muốn là tận dụng cái nóc của nó để lắp cái tản nhiệt nước 360 ở trên nóc để chạy với con Core i9 13900K mát nhất có thể. Thì hôm nay là mình dùng cái tản LT720. Con này thì
quá huyền thoại rồi, quá quen thuộc với anh em rồi. Block nước siêu đẹp này, hiệu năng cao này, và fan thì là fan đen đấy, không có đèn đóm led liếc gì cả. Bộ này thì nó cũng tối giản đen xì xì thôi, nó cũng không có quá nhiều đèn đóm, thì build với con này rất là hợp. Và cái vỏ thì nó chưa có fan nên là khi mà mình lắp cái tản nhiệt nước ở trên nóc thì vẫn chống khá là nhiều, nên là mình sẽ dùng một cái pack fan của Cooler Master. Đây là pack 4 fan thì mình sẽ lắp là 3 fan trước, 1 fan sau, như vậy là full khít khìn khịt fan luôn. Đấy, kín fan luôn. Và cái nguồn ngày hôm nay cũng là một cái mã nguồn khá là mới này, muốn giới thiệu đến anh em này. Super Flower thì không phải là thương hiệu xa lạ gì với anh em rồi. Đây là một cái hãng nguồn rất là chất lượng. Tuy nhiên thì cái con 850V này thì lần đầu lên kênh thì phải. Và cái mã này, cái lô mới có một cái khá là hay, đó là đi kèm sẵn một cái dây thế hệ mới. Có nghĩa là hai đầu thì cắm thẳng vào nguồn, và một đầu thì ra cái đầu chuẩn mới đấy, để cắm vào cái cạc đồ họa chuẩn mới như là 4070 Ti hoặc là 4080 ấy, thì anh em mua con nguồn này để chạy với cạc thế hệ mới là ngon lành luôn này. Và con này thì thoải mái là cân kèo coi 9 và 4070 rồi, vì là 4070 thì anh em chạy tầm 750 là ok rồi, còn đây là 850 thì thoải mái dư giả. Đấy, như vậy là mình đã điểm nhanh xong cái bộ PC tầm 50 triệu ngày hôm nay. Thì mình nghĩ là với 50 triệu thì đây là một cái cấu hình rất rất mạnh, gần như là anh em có thể làm gì cũng được. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong thì nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây, anh em nhìn qua một lượt nha. Trông thì to này, đen này, ít led này. Đấy, và rất là thoáng mát. Cái vỏ này thì vô cùng thoáng mát rồi. Đây thì mình sẽ điểm qua về cái ngoại hình cho anh em xem nhá. Thì đầu tiên là cái vỏ đi. Cái vỏ thì vẫn là con Mixtome. Cái mã này thì mình lên khá là nhiều video rồi, anh em cũng rất là quen mặt với cái vỏ này rồi. Đây là một cái mã vỏ mà to này, thoáng này. Mặt trước là mặt lưới anh em nhá. Mặt trước là mặt lưới này. Đấy. Còn trên nóc thì chúng ta có thể lắp được rad 360. Trên nóc rất là rộng luôn. Và hiện tại thì trên nóc mình đang lắp cái rad nước của con LT720. Và cái vỏ này nó có một cái điểm rất là hay mà mình nghĩ là anh em làm việc sẽ rất là thích. Đây này, cái lọc bụi. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, về sau thì anh em có thể rút cái này ra để vệ sinh, rất là thích luôn. Hơi tiếc là cái vỏ này thì lại không có cái cổng USB Type-C, bởi vì là nó là vỏ giá rẻ mà. Vỏ này mà có cổng USB Type-C nữa thì gọi là hết nước chấm luôn. Đấy, quay lại với cái bộ PC của chúng ta ngày hôm nay, thì mình nghĩ đây sẽ là một cái cấu hình mà rất là ngon lành cho anh em cày job. Thực sự là nó rất là mạnh trong tầm giá khoảng 50 triệu. Và cái ngoại hình của nó thì cũng vô cùng đơn giản. Cái này thì anh em hoàn toàn có thể bày ở khu làm việc, hoặc là anh em nào mà không thích đèn đóm thì bày ở nhà làm việc thì nó cũng tập trung hơn khá là nhiều. Đấy, còn bên trong nội thất thì chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có là một cái main Z790 Pro RS này, nhưng mà đây là bản DR5 chứ không phải là DR4. Và đương nhiên là bản DR5 thì chúng ta sẽ phải lắp một cặp RAM 5 rồi. Và RAM 5 thì vẫn là cái cặp RAM vô cùng quen thuộc, Kingston Fury Beat. Tuy nhiên thì hôm nay bớt rất là cao. Hôm nay mình có một cặp RAM là 2 thanh 16GB, tổng dung lượng là 32GB RAM, nhưng bớt là 6.000. Cái này thì anh em dùng tạm 32, về sau nếu như mà cái công việc của anh em mà cần nhiều RAM thì cái main này vẫn còn hai khe nữa, anh em hoàn toàn có thể lắp hai thanh tương tự để lên 64GB RAM. Còn vẫn là cái block nước siêu đẹp của cái LT720. Vì sao mình chọn cái LT720? Vì là đây là một cái cấu hình chuyên về làm việc, và khách thì cũng không thích đèn đóm lắm, nên là LT720 nó sẽ phù hợp hơn là con LS720. LS720 thì có cái fan LED nên là nó hơi lập lòe tí. Còn LT720 thì cái fan nó đen xì xì thì trông nó sẽ đơn giản hơn. Và cái block nước của LT720 thì siêu đẹp rồi, và hiệu năng thì khỏi phải bàn. Hiệu năng LT720 thì cân i9 13900K thoải mái anh em nhá. Ngoài ra thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái cạc đồ họa rất là mạnh luôn. Đấy, 4070 Asus Dua anh em ạ. Con Dua này thì hôm trước mình đã test nhiệt độ cho anh em xem rồi ấy. Con này chạy mắc có 62 độ thôi. Siêu siêu mát luôn, gần như là anh em có thể chạy cả ngày, chạy 24/7 luôn mà không sợ bị nóng. Và khi mà cái cạc 4070 lắp vào cái vỏ này thì chúng ta vẫn còn dư được khoảng, mình nghĩ là khoảng hơn 10 phân đấy. Rất là dài luôn. Cái này thì về sau anh em hoàn toàn có thể lên những cái mã cạc to dài hơn, kiểu như là 4070 Ti 3 fan này, 4080 3 fan đều ok. Đấy, quay lại một lần nữa về tổng thể của cả bộ PC ngày hôm nay nhá. Nói chung là về ngoại hình thì đơn giản rồi, cũng không có quá nhiều điều để nói.
bộ hôm nay thì chủ yếu là tập trung về cấu hình thôi. Với 50 triệu anh em đã có một cấu hình rất rất mạnh với Core i9 13900K này, Z790 này, 32GB RAM DDR5 bus 6000 này và RTX 4070 với sức mạnh tương đương với cả 3080 Ti khi render. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu BBC thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn thêm cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.